Những chiếc xe ba gác, xe thô sơ tự chế chở đầy nông sản, buôn bán chen chúc trên một đoạn đường chưa đầy 100m² ngay phía sau lưng chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Villa mua bán tự phát nên tại đây cũng tồn tại hình thức 3-0, không đeo khẩu trang, không nước rửa tay sát khuẩn và không ai kiểm soát phòng dịch. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Nhiều người dân cũng tỏ ra bức xúc về tình trạng này. Cái vấn đề mà buôn bán ở ngoài cái phía tự phát, gọi là tự phát ở ngoài đường nó xảy ra ở đây là rất lâu rồi, từ cái lúc mà bắt đầu nới lỏng thì cái vấn đề đó rất là băn khoăn. Bên ngoài thì nó phức tạp hơn, không có dù như là tới là mua thôi, không ai test, không ai quản lý vấn đề đó hết. Các tiểu thương tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết trong giai đoạn chợ tạm dừng hoạt động để phòng dịch, nhiều tiểu thương và bán hàng đã ra ngoài kinh doanh tự phát. Đến nay khi chợ hoạt động trở lại, tuy nhiên việc kiểm soát gắt gao về phòng dịch và chi phí thuê mặt bằng trong chợ vẫn cao hơn so với việc kinh doanh tự phát bên ngoài, nên nhiều người vẫn chưa vào lại chợ, dẫn đến tình trạng tự phát tại các khu vực tạm bỡ này. Là cái dịch bệnh nó lây lan, nó ảnh hưởng cho tới ở người ở trong chợ này. Và chúng tôi cũng đã làm văn bản gửi cho Ủy ban dân xã cũng như là Ủy ban dân huyện. Còn riêng đối với thương nhân mà của chúng tôi ở trong này ra ngoài đó, tụi tôi sẽ là phải có cái biện pháp là thanh lý hợp đồng. Mặc dù bây giờ cũng vẫn còn cái giá trị. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn, thời gian qua lực lượng chức năng địa phương cũng liên tục kiểm tra nhắc nhở, vận động người dân không thực hiện việc mua bán tự phát tại khu vực này vì không đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh, đồng thời đã cho ký biên bản cam kết với các hộ kinh doanh vi phạm.